Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z nhé. Chưa biết chơi gì lắm, cho tặng hai con khoa học này vào đã nhé. Teo 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 teo. Không hiểu gì lắm. Giấy phát nhé. 24, 23, 22, 21. Alright. Alright. Rồi, ra một cái đồ siêu xấu luôn. Quillen cũng được anh em ơi. Có khi giữ được chuỗi thắng rồi đấy. Có Diêu Nguyên Tố kiểu cũng hay kìa. Khoa học cũng hay. Cái gì cũng hay anh em ơi. Ê, xì bà cũng khó đấy. Cũng khó đấy anh em ơi. À, xem chơi được không nhá. Chắc chơi được anh em ơi. Chắc là chơi được đấy. Ok. Đánh cái khoa học kia thì mình chưa biết đánh cái gì đâu anh em ơi. Chưa biết là trận này sẽ đánh cái gì đâu. Chỉ biết cầm con khoa học thế thôi. Pháo thủ cũng được, làm trận pháo thủ cũng được. Thua cũng được. Con này ulti một phát không? Quẹt. Nói con heo này. Đó rồi. Sẽ bán hai con này đi này. Một lấy con voi về nữa nhỉ. Ba này về đi. Thằng nào bây giờ mất chuỗi rồi thì cũng không còn... chẳng còn điều gì trong nỗi nhớ nữa. Sẽ chơi kiểu gì mình thích thôi. Kệ đi. Xong mình sẽ nghiên cứu xem đánh gì nhé. Có Void, có Floor, có Vera. The fragrance of romance is truly intoxicating. Vio bàn nốt đi. Cái chuỗi thua đi. Ok. Nào, bây giờ bắt đầu chơi nghiêm túc này. Chưa nghiêm túc được. Ôi ôi, hát tìm ơi. Compare thee to a summer's day. Chưa biết đánh gì anh em ơi. Chờ tí. Chờ tí ra tí đồ đã. Cái gì nhỉ? Vuốt không tả. Cung thủ của anh em ơi. Có voi. Có đồ này cho Yon. Cung thủ được đấy. Thành tài đấy. Thua thêm một trận nữa để cái truy hồn nhé anh em nhé. Cho mấy nguyên tố này vào đi. Hoặc mình có thể đánh thú. Mình có thể xoay sang đánh thú cũng được anh em ơi. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Ok. Voi 15 con chắc chơi được. Thì Hayate này. Công ty phát không chết tàu nào cả. Ok. 2 xuống bét rồi này. 88 à.
chưa chắc đã thua đâu, bạn này còn có giáp màu mệnh nữa. Khỏe thế. Xin suy hồn nữa không nhỉ? Lấy một cái đồ mana cũng quan trọng anh em ơi, nhưng mà thôi lấy đồ mana nhé. Tại không có đồ thủ này, mình ném cho đồ thủ ấy cho con voi, à cho con yon cũng được. Cần một đồ mana hơn. Xem đánh cái gì. Bây giờ nhé. Chắc lấy sách thánh thôi. Thế hay đánh thú tiếp nhỉ? Spam thú đến chết à? Bị spam thú đến chết à? Spam thú đến chết đâu nhỉ? Spam thù đến chết được không anh em? AT mình còn giọt máu này. Làm gì chết sớm nhỉ? Floor làm gì xin 3 xin 4 đi. Xin. Xin 4 đi. Được tài đâu. Đánh cái nào nhỉ? Đánh gì bây giờ anh em? Đánh cung được không? Cung uy tín không? Voi này ra rất nhiều voi nhá. Nguyên tố thêm một con nguyên tố đi. Đồ thêm con này vào đây. Trách phát thương. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Lo bên này. Lo này xin. Hai thú ma tộc. Nhưng mà thực ra mình chơi thú nhiều quá mình cũng hơi chán. Cân nhắc xem mình có đánh những cái khác không. Nhưng mà có sách thánh mà không đánh thú thì cũng là một sự tiếc nuối anh em ơi. Sách thánh mà không đánh thú thì cũng tiếc. Thế đội này vẫn đánh cung thủ được. Giờ voi 2 rồi anh em. Phải hắc ám nhỉ? Lâu đánh hắc ám nhỉ? Cho một con na cót vào. Xem có thành tài không? Bán thần. Đánh hắc ám đi anh em ơi. Lâu đánh hắc ám. Na cót này chưa hắc ám được mà. À tôi sách thánh này chưa hắc ám được mà anh em. Chưa cho con na cót. Còn voi 2 rồi. Có vút hung tàn cũng hợp đấy, nhưng mà kiểu mình chơi nhiều quá rồi anh em. Không muốn chơi nữa. Chán lắm rồi. Pho xin em phát nữa. Ok. Săn quỷ cũng được nhỉ. Bán thần này. Bán thần thì không cần nữa. Chơi nguyên tố hắc ám một trận đi. Tự săn quỷ đi. Trận gì mới lạ đi nghe. Chơi mãi mới đội hình cũ cũng chán. Xin con này nhé. Chưa tài đâu. Xem quỷ à? Thắng thần à? Mình lo, nó có là nguyên tố à? Ám chịu nguyên tố hắc ám được lâu rồi, nguyên tố hắc ám. Thôi 2 rồi. Thôi 2 ra na cót sớm. Ngọc đại. Được anh em ơi. Chơi được. Na cót gánh. Thiếu ra Zenka nữa thôi đúng không? Ok. Ok ok. Trách thương phát. Mình flo thế. Mình muốn bỏ con Yon này đi em, nhưng mà không biết thay con Yon bằng con gì. Nguyên tố thợ săn quỷ. Nguyên tố thợ săn quỷ hắc ám chăng? Thôi đi nó. Điên mất anh em ơi, điên mất. Này nó cho Yon được rồi nhưng mà thôi rồi. Con Narcot đi cho nó chém nhiều hơn nó. Thành tài. NT.
khá nhiều đam đấy. Hơi thiếu nhỉ, GUT một phát được nữa là ngon. Vẫn hơi thiếu một tí gì đâu. Missing something boy. Missing something. Săn quỷ à? Rồi luôn anh em ơi. Chơi chơi xỏ mình à? Đúng anh em. Chơi này mình chơi được đấy. Mình thích lắm. Đem cà phê ni đi. Thế thì hay là đánh pháo thủ nhỉ? Hay đánh pháo thủ nhỉ? Rất nhiều sự lựa chọn đây anh em ơi. Thủ, bởi vì có sách thánh. Thường đánh pháo thủ thôi anh em. Đến cho Caffini vào cầm máu thôi. Rồi luôn, khỏi cầm máu. Ông còn già, biết thế ném cho nà cót à. Dụng quá nhỉ, chắc phải ném thôi. Vẫn thử một cái sách thánh này. Đó. Chơi game nghiêm túc nha anh em nhé. Lâu không thắng một trận top 1 nào chỉnh tề rồi. Đến lúc rồi. Bao bloody time. Bao bloody fucking time. Chơi nghiêm túc rồi anh em ơi. Trận này khi đánh bán thần được. Bán anh có bán thần đi. Void 2. Ghét cả Void rồi. Nguyên tố. Ocean, ok. Nagot ulti phát nữa. Hai phát là có ulti. Chậm nhiều đam đấy anh em ơi. Được, đánh được. Thôi, bỏ nhá. Ok, bây giờ bắt đầu chơi. Bây giờ mình bắt đầu chơi đây này. Chưa tài đâu. Chưa tài đâu. Mày có thương. Mày có thương nhưng mà cứ để con lo này sợ bị xiên đấy nhỉ. Để giữ góc này đi anh em. Floor bên kia nhiều góc xiên. Con này xiên luôn à. Con này suýt xiên luôn. Mình xiên trước tạm biệt em. Có hai gánh tin đi em. Làm chuyện sức mạnh của nhà cót 3 đi anh em ơi. Cót 3 đấy. Sang quỷ. Bỏ kia không tiếc. Trời ơi, thế ném một đồ mana trong rồng cũng được nhưng mà con rồng vô dụng mà không cần cho đồ cho rồng đâu anh em ạ. Đánh giá con rồng thì chưa hay đâu. Sẽ nếu mà có thương mình đánh rồng nhá. Tăng sao, Nagot 3. Chỉ có thể là Nagot 3 rồi anh em. Cái nhái là 4 con Nagot thật này. Ê hôm trước bạn nào bảo mình là cái gì nhỉ? Tầm phòng 15 16 là đã hết 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 cả tướng để mà chơi rồi anh em ạ. Mình không lắm anh không tin đâu. Bây giờ mình mới thấy ô đúng thật. Ô đúng thật. Còn mỗi tí tướng ạ. Điêu thật.
Bán thần à? Bán thần cũng tài đấy. Bán thần cũng 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 hay đấy. Để cân nhắc nhé, nếu mà có truy hồn thì mình chơi bán thần nhé. Không thì mình sẽ chơi cái này thôi. Trách phạt này. Quy kiếp các thứ. Và hai này vào giữa cho con Nakot mình đỡ bị xàm xàm nhé. Nakot là mình mới bị kẹt xàm xàm mấy quả thì hơi cay ấy. Voi công ty phát được không em? Công ty chết hết rồi. Nakot gánh. Bây giờ nhá, ra một cái truy hồn phát mình giữ hai cái bán thần, còn không mình bán hai cái bán thần đi, mình đi tìm Nakot 3. Là tìm được Nakot 3 đấy anh em ơi, trận này chơi Nakot vậy. Tập chơi Nakot. Này cho Ziu luôn không nhỉ? Ziu cũng ra một tí đam. Ziu. Là tìm được Nakot 3 đấy, ba con Nakot 3 anh em ơi. Lên 9 đi. Theo mình là lên 9 đi anh em ơi. Anh em tranh nhau hết Nakot, tranh nhau hết dầu cái này thì đánh nhau gì nữa. Trận này may mà mình đồ đẹp ấy chứ không, chuyện này đồ đẹp mình không sống nổi đâu. Trận này mà đánh hắc ám mà đồ không đẹp sống được. Trận này đánh hắc ám mà thấy đồ yếu ấy thì anh em thả đánh thú hơn. Chứ đánh hắc ám đồ yếu nó đánh. Đây như qua này. Nakot không ulti được luôn kìa. Má à, con Yon. Yon này đồ gì đấy? Đồ chuẩn Yon. Đồ này thì đánh Yon này hợp lý rồi. Mình phải đánh hắc ám. Đội kia phải đi không? Xem bao nhiêu con Nakot nào. Đồ này Yon cũng đẹp đấy. Ba con Nakot 5 con rồng. Bán thần này. Rồng này. Bây giờ chơi bán thần chứ chắc đã hay bằng chơi Nakot đâu. Để Nakot tí. Khi nào lên Nakot 3 thì mình cho bán thần vào cũng được sau. Lại cần cái truy hồn nữa. Nhiều vấn đề quá nhỉ. Nào vẫn cần rất nhiều Nakot đấy anh em. Phải là cần rất nhiều con Nakot nữa đấy. Cái này khỏe thế. Cái này có gì mà khỏe thế nhỉ? Ô, cái này có gì đâu mà sao mà khỏe nhỉ? Nguyên tố Nakot 2 cũng bằng mình mà. Asen K2 chắc khỏe hơn do con Asen K2 à? Bán thần này. Bây giờ mình muốn cho bán thần vào nhỉ? Cho bán thần vào. Bán thần vào cũng hay. Đằng nào con nguyên tố mình cũng nguyên tố 1. Voi mình sắp có khi lên voi được 3 được. Nên xui. Mình có một thẻ tăng sao. Nó lên con voi 3 cũng được. Nếu mà nhìn có vẻ thua quá là mình sẽ... Mình chơi kiểu vậy nhé. Chơi bán thần cho voi là ulti sớm. Nakot nguyên tố một phát. Ok. Nguyên tố à? Cũng hợp lý anh em ấy, khả năng chơi bán thần cũng được. Thì mà đồ này cho Nakot đang đẹp nhỉ. Sách thánh, nếu mà ném ba đồ này cho Nakot thì còn nó ulti được không? Thử phát xem sao nhá. Mình xem nó ulti được không nữa. 35 cộng kia 55 về chén thưởng mấy phát. Hay này, cho cái này thôi. Mình sẽ cho hai đồ cho Ilu. Mỗi con Nakot cầm hai đồ này. Rồng đứng ở đây, này đứng ở đây, này đứng ở đây. Ồ, chưa tài đâu bạn ơi. Một phát nữa. Đấy, thì mình định để thế này. Đánh hai bán thần cũng được, đánh hai bán thần đi. Hai bán thần 4 nguyên tố tạm nhé.
Truy hồn, có truy hồn đấy, có truy hồn đánh bán thần được ấy. Mà truy hồn thì phải 3 bán thần. 2 bán thần cũng được, lấy thêm nguyên tố đi cho nó khỏe. Được anh em ơi. Được. Thêm 2 tướng nữa là thêm 2 nguyên tố là bỏ một bán thần đi. Truy hồn. Rồi, có một cái đồ 40 mana nữa. Ok, 10 điểm, 10 điểm. 10 điểm rồi anh em ơi. Bốn mươi mana cho con nắc, đúng rồi. Truy hồn cho con Ilu. Vũ thung tàn thành kiếm à? Tàn này cho con Nazimka, này cho con Nakot. Ok chưa? Ok chưa? Nguyên thần, nguyên tố đứng lên trên, nó lại đứng đây, Omen đứng đây. Ok chưa anh em? Nakot dầu multi được luôn. Bán thần, thần này bỏ. Một con Ilu nữa. Ok chưa anh em, hai nguyên tố, 32 bán thần, các thứ không đọc được hết tên nhưng mà nói chung là thế đấy. Ok chưa anh em? Ok chưa anh em? Bây giờ mình có thể một lần lấy con Ilu 2 và mình lên mình chờ con Nakot hoặc mình chờ con Void, trận này Nakot còn hai con hơi khó. Ilu 3. Ilu 3 hay sao? Hơi rủi ro. Ilu 3 thì sao anh em? Ilu 3 cũng thành tài đấy. Xin truy hồn nhỉ? Thôi lấy thêm một cái đồ thủ cho con voi. Mua đồ thủ cho con voi à? Sẽ thắng à? Đại đi. Cho con Nakot đi. Nakot thừa mana quá không nhỉ? Không thừa, tí còn ném cho con cát nữa anh em. À còn gì có con cát. Hết sư slot tướng rồi. Đi cần nữa. Okay. Có thể ăn sao chứ, biết trong ném trong rào này. Bây giờ nhé, con Nakot này có thừa mana không? Mình sẽ ném cái sách thánh này sang cho con Void cho nó ulti được nốt. Hai cái này thì mình ném cho con Nakot một đồ cũng được. Nakot này thừa mana quá, không cần. Cho một đồ cho con Void cũng được, con Void sẽ ulti được sớm. Cũng hợp lý ấy. Này sẽ cho chí mạng nhé, một cái tốc đánh thì cho chọc Void à? Ai, có ai cho tốc đánh cho con Void bao giờ chưa anh em? Giờ không uy tín lắm. Xem nào nhiều đam nào. Rồng này thôi cho con rồng được. À rồng nó thổi luôn mà. Con diêu à? Cho rồi con voi đi. Thử phát xem nào. Xem có ra cái thể thống gì không nào. Cũng thành tài đấy. Cũng thành tài được đấy. Chưa biết chừng đâu. Hôm nay cho Omen nhé. Đùa đấy. Thế này thôi anh em. Uy tín chưa? Uy tín chưa? Ilu 2, Nakot 2, Nakot ulti luôn, Ilu ulti luôn. Rồng cũng rồng cũng suýt. Rồng cũng suýt ulti luôn. Voi thì sắp lên Voi 3 hoặc là con Ilu 3. Ilu 3 được đấy anh em ơi. Nakot đây đúng không? Nakot này đổi vị trí mình thôi anh em ơi. Ok, hai con Nakot mình chui vào giữa rồi. Cái này thì uy tín thôi. Nakot 5 con, rồng còn 4 con. Bán này thì yên tâm. Nakot chui vào giữa này. Rồi luôn. Không nhìn thấy mặt mũi của một con nào nữa luôn anh em ơi. Không nhìn thấy mặt mũi của con tướng nào luôn. Hủy diệt. Sự hủy diệt. Thên này chắc cũng không chơi được. Này là tài rồi. Men chém cả giá đam này. Này gần 2000 đam. Nó không phải không ra đam mà là nó chưa kịp chém. Mình ra con Omen này nó chưa kịp chém gì nên nó mới không ra đam được. Thêm một tướng mình sẽ thêm một con thêm là một con cát. Con cát thì có sách thánh. Cho nhau con cát đi. Con cát có sách thánh ngon hơn. Có thêm thì có bán thần thì cũng 25 mana. Cộng với 25 mana là 50 mana, 50 mana. 50 mana là sách thánh cũng được. Có cho con thêm đứng đây. Đi chết. Đi. Nào có chui vào ghi này. Chưa tài đâu các bạn ơi, phong cát chết luôn, không kịp nhìn động đậy. Nhưng mà bạn này có thợ săn quỷ, bạn này cũng cao tơ mình đấy. Săn quỷ cũng hơi cao tơ mình đấy anh em ơi. Cũng tài đấy. Cũng tài đấy. Thợ săn quỷ cũng cao tơ mình đấy. Gớm mặt đấy. Chắc mình thêm một tên 2 nữa.
Iluba. Iluba, Iluba, chỉ có thể Iluba thôi em. Mày đi. Một cát này. Bán được con gì cho nó đủ tiền đấy nhỉ? Rồng không cần nữa, khi mình bán sử dụng rồng đi anh em ơi. Rồng 1 thì thôi bán cũng hơi tiếc. Không biết ném con gì là chắc ta thêm con cát vào thôi, nhưng mà thêm được một con. Hai con cát. Bây giờ mình có thể một cái chơi một cách liều hơn là mình bỏ con này cho thêm con cát, cho thêm thêm. Xong rồi cho thêm một con Lily nữa. Thì bỏ hẳn nguyên tố đi. Bạn kia đánh gì? Bạn kia đánh thợ săn quỷ. Thợ săn quỷ là cần ma tộc đấy. Kéo cần ma tộc ấy nhở. Ma tộc. Thợ săn quỷ ma tộc ném sát thương chuẩn vào thì nó cũng điên đầu phết. Ma tộc này này. Sát thương chuẩn. Cân nhắc nhá anh em nhá. Cân nhắc. Còn thêm một sót tướng nữa thì mình thêm con khác thôi. Không có. Kéo phải cho vào thật đấy anh em. Kéo những gì mình tiên đoán là thành sự thật rồi đấy. Thêm con teo nữa đi. Chưa chắc đã sống được đến những phút giây đấy anh em ơi. Phút giây đấy chưa chắc mình đã sống được đến đâu. Thêm đứng tạm đây đi. Biết ném cho con nào. Teo đứng tạm đây đi. Đầu thủ thêm một đồ giáp hộ mệnh đi. Cho con cát luôn. Ziu thì chưa tài đâu. Bình tĩnh anh em ơi. Đi lùa đi bộ lên nữa, tôi xin mày đấy. Thôi kéo đi rồi. Tôi chưa kịp làm gì đã đi rồi anh em ơi. Mẹ mình còn bao nhiêu dự định? Mình còn bao nhiêu dự định mình cần hoàn thành? Mình còn cần con von cất 3, con voi 3, con ma tộc. Bao nhiêu dự định? Con voi 3 của mình. Ai ngờ bạn ấy cũng tầm bán thần vào chơi mình luôn ạ. Mẹ đã cầm thợ săn quỷ counter mình rồi. Mình quái đây. Thợ săn quỷ bán thần. Ma tộc. Thên. Đây này mạnh gì vứt lấy à? Mạnh gì mạnh con nào vứt con đấy à? Cũng hay đấy nhưng mà thợ săn quỷ counter bán thần là đúng rồi. Mẹ một cái thẻ tăng sao chưa dùng kìa. Nghĩ xem. Ai xưa. Bây giờ mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới góc ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.